À, Duy nhớ Cộng hòa giúp Việt Nam thoát khỏi bọn Pháp ở cầu số 2 không? Không. Không nhớ. Tôi chỉ nhớ Cộng hòa đu càng vĩ đại năm 75 thôi à. Với Cộng hòa tủi nhục. Đúng không? Tổng thống bị úp sọt. Đó, tổng thống gia đình trị bị úp sọt trong khi đàn em không ai đi đám ma hết mà giành chức giành quyền, đúng không? Đảo chánh nhau 2 năm liên tiếp. Tôi chỉ biết mấy chuyện đó thôi à. Chứ còn chuyện cầu số 2, số 4 gì ở đâu? Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ăn bám Mỹ giờ cũng vậy, khác. Ngày xưa ăn bám bây giờ ăn xin. Khác nhau chứ. Ví dụ như ngày xưa ăn bám là gì? À, lấy tiền mà tôi quýnh cho Mỹ thì nó nghe nó còn được được chút xíu. Tao thuê mày làm tao trả tiền. Còn bây giờ đi ăn xin. Bây giờ tiền thì nhận của người ta mà không đi quýnh nước nào hết trơn, trời ơi, đi phá nước người ta nữa. Đi cắm cái cờ trên cắp bị đồ đồ này nọ, sao gọi là đi đi đi, đi ăn, ăn ăn bám được, cái đó là ăn xin luôn. Ăn bám nó khác ăn xin nha. Chiến thắng Điện Biên Phủ là giải phóng cả hai miền luôn hả anh? Nói chung chưa rõ ràng cái đó. Chiến thắng Điện Biên Phủ nó dẫn tới một cái hiệp định Geneva. Đó, cái hiệp định Geneva thì nó mới gọi là nó tạm ổn về pháp lý của miền Bắc thôi, còn miền Nam nó còn lắm điều nhiễu nhương. Hiểu không? Nên tụi nó mới xào chẻ này nọ kia, nó mới có cuộc chiến tranh nữa đó. Ví dụ ông Trump thành lập đảng mới thì đệ nhất quốc sư vũ trụ có qua làm tố vấn tối cao không anh, hay làm cho đảng Dân Chủ của anh? Mày qua mày hỏi ổng á. Duy Nguyễn đánh giá thế nào về cái đám gọi là tri thức mà nói chủ nghĩa xã hội là viển vông, tại nó ngáo. Theo mình những người này chưa học lý luận của Mác Lê phát biểu như vậy. Không cần Mác, chủ nghĩa xã hội đi theo nhiều đường, nó không thích Mác đi đường khác đi, đúng không? Còn nếu mà nói chủ nghĩa xã hội và viển vông thì nó ngáo. Tại vì Mác Lê chỉ là một nhánh trong xã hội chủ nghĩa thôi. Xã hội chủ nghĩa đó có nhiều nhánh, có nhiều ông xã hội chủ nghĩa mà tao đâu đi theo Mác Lê đâu, đúng không? Bởi vậy mà giờ trình non mà tối ngày xã hội chủ nghĩa là viển vông, làm gì viển vông? Nó là xu thế của thế giới. Giống như tư bản cũng từng là một xu thế thế giới, thì tư bản nó qua đi tới xã hội chủ nghĩa hết, chấm hết. Thằng Mỹ bây giờ xã hội chủ nghĩa chúa luôn đó, chứ đừng nói viển vông. Viển con khỉ gì, ở đâu ra cái đạo mày ngồi chỗ mày xin welfare? Cái đó là xã hội chủ nghĩa đó, đúng chưa? Ở đâu cái chỗ mà tự nhiên giờ thí dụ như mày cầm tiền mày cho người nghèo, cho nước nghèo, cho này cho kia, trong khi tiền thuế của dân, cái đó xã hội chủ nghĩa nó đem ra chửi nó đi, hay là câm bà cái mỏ rồi không đủ chửi, chửi nó cúp luôn, lên đuổi luôn cho nó cho làm việc như 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 đám lính của ông Trump thấy khổ. Đó, đám lính của ông Trump vợ nó đuổi việc hết, lay off sạch. Ông Trump vợ ông nhận là cái đám đó cũng hơi bị thốn luôn, giỡn nó nhiều khi tôi nó nói chuyện xã hội chủ nghĩa tôi bực lắm bạn ơi, chán chả muốn nói, trình nó quá non. Tối ngày nó cứ quy chụp chủ nghĩa sao phải là Mác Lê, nó ngộ ghê á. Chủ nghĩa sao phải là Mác Lê đâu ra thứ cha gì mô hình sau chủ nghĩa? Mà em nghĩ Việt Nam sẽ ở mãi thời kỳ quá độ lên sau chủ nghĩa thôi, chứ lên sau chủ nghĩa khó lắm nữa. Cái này là mày nữa, vậy mày hiểu thế nào là quá độ mà thế nào là sau chủ nghĩa? Tất cả chỉ là định nghĩa thôi. Cái định nghĩa đó có bất biến không hả? Cái định nghĩa đó có bất biến không? Anh lấy ví dụ như giờ ngày xưa sách dạy á là xã hội chủ nghĩa người có tài sản 1 tỷ, bây giờ anh sửa lại giờ 500 triệu thôi, chịu không? Bởi vì tối ngày anh chán nhất là lý luận. Anh nói thì cuộc đời của anh là anh làm ăn, anh thực tiễn, anh ghét nhất là lý luận. Mấy lý luận nó nhiều chuyện lắm, nó nói toàn là chuyện trên núi không à. Ví dụ xã hội chủ nghĩa đơn giản là người dân nó có cuộc sống ấm no tốt đẹp, san sẻ yêu thương hết, vậy là xã hội chủ nghĩa rồi đó. Bây giờ nghèo xã hội chủ nghĩa thì kiểu nghèo, giàu xã hội chủ nghĩa thì kiểu giàu, ok. Để sâu sòn hoài bực mình, hèn chi tụi bay thi tiết rớt hết. Bây giờ là Việt Nam Cộng Hòa hả Ngô Đình Nguyễn? Ngáo ngôn hả mày? Bây giờ là Việt Nam Cộng Hòa vãi chưởng. Em nhớ ngày xưa học chính trị có nói sao chủ nghĩa là giá trị nhận lại tương đương thành quả lao động, mà welfare khác gì ăn xin đâu, mà anh nói là sao chủ nghĩa. Cái đó là mày học thôi, tao không có đam cái chuyện mày học. Mày học sai kệ mày, anh không có bao giờ ngồi đó dạy cho mày học đúng lại đó. Nhưng mà welfare khác gì ăn xin đâu, thì ăn xin mới là xã hội chủ nghĩa. Chứ còn tư bản chủ nghĩa nó bắn xì tương luôn rồi, cho mày sống chi nữa, mày xin nó. Anh chơi bọn phản động vậy anh không sợ nó thả bom anh hả? Không, anh không có sợ phản động thả bom, mà anh chỉ sợ dân trong nước nó thả bom chính tả anh kìa. Nghe cái bom chính tả nó mới ghê, chứ phần anh sợ mấy thằng Sủ Nhi ở trong nước đó, nó ngồi đó bàn chuyện lớn nó, mà nó comment nhiều, mà comment nhiệt tình, nó khủng bố anh bằng những câu văn sai chính tả nhiều quá. Mà sao Việt Nam lại bắt sinh viên học triết hả anh? Mỗi người có một tư tưởng riêng, sao lại bắt người ta theo tư tưởng của mình? Ok, thì mày có quyền mày chọn không học, đúng không? Đó là luật về giáo dục, thì mày có quyền mày chọn không học của nó. Ồ, Việt Nam này dạy cái kiểu mà Mỹ dân Việt Nam này dạy kiểu tiên truyền quá, thôi kệ, nghỉ học đại học luôn, xong rồi đi qua bên Mỹ du học. Ồ, như thế thôi, đó là con đường của em chọn, thì tao có ý kiến cái cọ gì. Bây giờ có một môn học mà học còn không nổi nữa, sồn sồn cái gì ba.
Ngược lại bên Mỹ cũng có nhiều cái mày không chọn được. Nó bây giờ mày chọn về Việt Nam đi, mày đâu có về được. Mày có nhiều tiền mày cũng về được hết á. Trừ khi mày mua mày thuê máy bay riêng rồi mày chơi cách ly villa này nọ thì đó ok. Cái đó là chuyện của ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Đúng không? Mà ngược lại cái ông Jonathan Hạnh Nguyễn đó, ổng được đi đi lại lại giữa hai quốc gia, người ta đều tôn trọng, nó khác. Còn cỡ như em á, đi về Việt Nam phát một cái chỗ đá không, giống như bên Mỹ giờ đẻ nè, tại sao người người ta có quyền ở lại tận hưởng dịch vụ của bệnh viện nó lâu một chút, sao tự nhiên y tá bác sĩ nó đuổi về hết trơn vậy? Nó nói thẳng luôn, thôi mày về đi, mày nghèo quá mày đừng nằm mày ơi, nghe cũng cay chứ bộ. Ôi, mấy bạn chưa biết chuyện thâm cung bí sử bên Mỹ đâu, tôi bạn bè nhiều lắm, tình báo ghê lắm bạn. Nó vô nó kể bác sĩ y tá thôi, y tá bển nó nói chuyện cũng ba gai lắm nha, nói chuyện ba gai lắm. Thí dụ như bạn book một cái phòng mà VIP đi 15 ngàn đô một ngày, cái vô nó khen bạn, bạn chọn lựa thật là thông minh. Nó nói má mày chọn lựa thông minh quá, mày vô đây là đúng rồi đó, vô đây là bệnh nào trị cũng hết được hết á. Xong nhìn mặt mày nghèo nghèo đó, nó thôi ra làm giấy xuất viện đi, về đi ở đây chi tốn tiền đúng không, xe bên này đi, xếp bên này lại lo cho con cái đi. Nó nói chuyện ba gai vậy đó. Nó, tôi thích nói về cuộc sống Việt Mỹ đó, bạn đưa pháo Việt Mỹ đây nói tới Tết luôn á, chuyên môn là Việt Mỹ mà. Với còn cái nữa nha các bạn, cái gì cái này nè, thứ nhất á, là cái môn triết học á, là nó đối lập lại với phương Tây để cho bạn biết được truyền thông giữa hai bên nó như thế nào. Còn nếu mà bạn không học môn triết học á thì bạn sẽ bị truyền thông phương Tây nó nhồi sọ. Bây giờ cái sọ của mình á phải để cho hai bên nó nhồi, hiểu không, để cho hai bên nó nhồi hết đó, rồi từ đó mình rút ra được cái đầu chân lý, cái nào là cái đúng đắn. Chứ bây giờ mình nghĩ sao bỏ môn triết học đi phát một má phương Tây nó nhồi cho chết bà luôn. Nó nhồi nó nói là gì xã hội chủ nghĩa là gì, gì thảm sát loài người, chống lại nhân loại, ABC đồ, nghe kinh phải đúng không? Nếu mà em không học cái môn đó là mày ngu ngu môn kia. Mà thấy giờ nó có nhồi đấy anh đâu, giờ anh đâu đâu nó đâu có nhồi đấy anh đâu, tại anh học là mát lê trong trường là khá là cứng đó, anh nghiên cứu rất là kỹ, anh luôn hỏi mình là tại sao đó, khó nhồi lắm. Chứ còn cỡ tụi em non non có bệnh cạo neo chừng mấy tháng thôi nó nhồi đen cái đầu luôn. Đúng không? Em hiểu tại sao mà dân neo người ta đi phản động nhiều không? Tại dân trí họ nói chung là mình không dám nói thôi, nhưng mà tại đại đội là cũng bị nhồi thế thôi, cũng bị nhồi thôi. Nhiều trường đại học phương Tây còn học triết mà anh, tao có đi học đâu tao biết, tao có cho nó không học đi. Đúng không? Nhưng mà phương Tây nó nhồi kinh lắm ba. Bên Cali cá tiếng rất nhiều, tổng nói tổng thống Trump đang Cộng Hòa sẽ không qua thăm Việt Nam, nhưng tổng thống Trump qua Việt Nam bên Cali hạ mòm chết đứng luôn. À qua hồi xưa hả, thôi thôi truyền thông bên bển tào lao bên ơi, đâu bển nó tự do truyền thông quá không kiểm duyệt đó nên nó xàm vậy đó. Chứ bên Việt Nam kiểu đó là lên phường uống trà hết thiệt. Của tôi thấy Việt Nam mình kiểm soát truyền thông nó cũng ok á, mặc dù nó có điểm này điểm kia, các bạn nó sẽ ra bóp bóp chết tiếng nói đối lập đúng không, thì cái mặt đó thì các bạn cũng đúng chút đỉnh, nhưng mà nó dẹp được tin rác tôi đỡ nhức đầu. Còn bây giờ tiếng nói đối lập mà tiếng nói tào lao, tiếng nói sai tôi nghe làm cái gì? Truyền thông bên Cali cũng bây giờ truyền bên 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 bển đó, hãng nào cũng làm truyền thông được á, mua mua cái máy ảnh hai máy tính rồi xong rồi dứt phần mềm nó vô làm truyền thông vô tư, truyền thông thì đâu có ông nội đứng lên nói tối ngày sáng đêm luôn, nó mệt lắm. Cái gì nó tính chất hai mặt hết nha. À, những người bạn Mỹ của Duy nghĩ thế nào về bọn ăn bám nói tiếng Việt vậy anh? Thôi nó chán muốn chết, nó chán lắm mày ơi. Vô nó nói nó dẫn anh đi chơi mà nó nói nó giao trước luôn, nó không đi vô cái cộng đồng người Việt, nó vậy đó. Nó thôi tao thích vô cộng đồng mà phiền nhức đầu, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người đến chốn lâu sau. Nó nói thẳng mà nghe cũng chạnh lòng lắm ba. Nhiều khi anh đi qua bên bển những cái bang nó có những cái cộng đồng. À, anh cứ chửi người Việt ăn bám Mỹ, sao anh không dám nói bọn người Việt ăn bám xã hội Việt Nam cả một tập thể. Gánh gánh cái gì một tập thể là gánh nặng xã hội. Ở tao cũng lên án nhiều lần chứ, ví dụ như anh nói tụi mày nghèo mà lo chuyện tào lao quá là anh đang lên án em đó. Tức là ở anh đó là gì, muốn tụi em nghèo tụi em đi làm, tụi em kiếm tiền tụi em thoát nghèo đó, tụi em lỡ mày xây dính tả thì lo đi học lại để cho nó nâng cao dân trí sau này đổi đời đó, lên án đó chứ muốn sao nữa. Em vừa phản biện với Benny Trương trình còn kém nên phải học thêm anh Duy, học anh lớp 3 tháng thôi ông đó tủ tí tưởng lần nào chứ ông đó anh biết mà. Anh Duy nghĩ sao khi Trung Quốc thông qua lực đánh bắn nước ngoài gì phải không, biết rồi thì kệ bà nó đi, chuyện của nước nó mình cản nó được đâu, nó thông qua thông gì kệ tía nó chứ giờ sao. Cái chuyện nó nằm ở trong phạm vi của nước nó thì nó có quyền nó thông ra bất cứ cái lực gì nó muốn. Gì nội dung có một ý là Trung Quốc sẽ được bắn
vào những nước vi phạm chủ quyền mà nó tự nhận đó anh, thì nó bắn thì nó kiện cáo cãi lộn chứ sao giờ. Thế giới hậu trùm tàu cộng vừa ra luật cho phép dùng vũ khí bắn vào tàu nước ngoài. Ủa, sao mày thầm mày 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 siêu diễn tàu lao quá, cái chuyện đó chuyện liên quan gì thế giới hậu trùm? Thế giới trùm trùm làm được gì nó không, ngoài mấy cấm vận ra cũng im bà, nó có làm được gì không mà tối ngày mày nó vô thiện trí khôn hoài ba. Tao nói với mày nhiều rồi, mày viết ngắn gọn thôi, mày đừng có viết dài quá làm biến đọc. Còn bây giờ đó, mày có khóc trong trong thì thế giới này nó cũng vậy nha, lo làm kiếm tiền bỏ cho mồm, giúp cho dân giàu nước mạnh Việt Nam hùng cường hết. Nó copy quăng qua boss thì biết rồi, thằng khỉ nó chỉ vậy thôi anh ơi. Trong tim em có ông, có trên công ty suốt ngày có ông chửi chế độ mà thân với em, giờ làm sao anh, kệ nó khó khăn mượn tiền ông thôi, còn ngoài ra bơ ổng, ông thích thì ông chửi kệ ông thôi. Qua đời ông đi tới đâu, đời ông sẽ đi về đâu. Ngày xưa vì anh Duy sọc dưa mà chị An Nhiên bỏ ghệ, lẽ nào giờ giác ngộ nói lại tình xưa. Ghệ nào, ghệ sơn tây á hả, hay ghệ nào? Lúc bà An Nhiên quen ông gì đó nghèo nghèo tính về ở chung đó, anh sọc một cái bả đá ổng luôn. Khùng, bà An Nhiên không bao giờ quen ông nào nghèo, ông có nghèo tiền đâu mua nước hoa cho bả, nghèo tiền đâu mua túi sách cho bả, nghèo tiền đâu mua đồ cho bả, bả chơi toàn đồ hiệu không đó. Bà đó bà nhí nhảnh lắm, bà chơi toàn đồ hiệu không, thấy bà chụp hình đồ hiệu không hả? Nên cái chuyện mà khái niệm bà như mà quen trai nghèo, tao nói thiệt với mày, đập chết tao cũng tin nữa. Đập chết tao cũng tin nữa. Thiệt, mày nói thôi. Trên mạng nó là khác, nhưng mà ngoài nó là khác. Một ngày bà xài nhẹ nhẹ không là 500-600 đô rồi đó. Một ngày bà xài nhẹ nhẹ đó. Mà bữa nào bà cao hứng bà đi vô mò một cái nữa chắc hơn. Người ta chủ tiệm leo người ta giàu lắm ba ơi. Nhưng mà mượn tiền không giờ cho đâu nha. Từ thiện thì cho mà mượn tiền không giờ cho đâu. Tập bài vậy đó tao chỉ luôn. Mốt đựng vô chị ơi cho em mượn 1 triệu 2 triệu khó lắm. Ngô Đình Nguyễn chính là thằng Sơn Tây không phải. Sơn Tây không comment dài. Ngô Đình Nguyễn comment rất dài. Hai người khác nhau. Chắc chắn phải Sơn Tây. Nói chung Sơn Tây bị tôi điểm vô cái nguyệt hơi bị quê. Ngày đó là Sơn Tây không nghĩ là tôi xá lóc. Đúng không? Nên Sơn Tây hơi bị quê. Quê thì chắc chắn là Sơn Tây có gạt khác coi like rồi đó. Nhưng mà Sơn Tây sẽ không comment nữa. Tại cái phong văn của Sơn Tây là Duy Nguyễn rất là hiểu, không chạy được, hiểu không? Nên Sơn Tây sẽ đưa pháo cho một người khác comment. Đó, nói chung là Sơn Tây hơi bị cay và hơi bị quê, mở miệng ra xin nó thì hơi bị nhục. Đúng không? Nhưng mà để vậy thì đám mức, nói chung là cái thế của Sơn Tây hơi bị khó chịu. Nhưng mà tao nói nè, tự trọng mẹ gì tầm này nữa, đúng không? Sai thì nhận bà đi, Duy Nguyễn nó tha cho. Mà thằng Duy Nguyễn này tiếng nói nó mạnh, nó tha một cái một anh em khác cũng không cũng có đam thì cũng nhẹ nhẹ lại. Nghề nào thì cũng tôn trọng, nhưng mà cạo móng mà có tư tưởng chống phá bị chửi là đúng. Đồng ý. Gorin bay từ nhà ông John sang nhà ông Duy bán bánh tráng hả? Rồi qua nhà ông John chắc bị chửi tắt nắng luôn. Lúc trước tôi sống ở Việt Nam mà giờ tôi qua USA rồi vẫn nghe Duy Nguyễn chửi là sao vậy ta hận. Ủa tôi chửi ông hồi nào? Tôi chửi ông chưa? Ông tối ngày ông mở miệng nói tật là chửi. Cái này là cái quan điểm và cái nhận định chủ quan, không phải là chửi ông ơi. Lâu lâu như Gorin Nguyễn thì tôi có chửi vài câu thôi. Chứ ông mở miệng ra ông tối ngạn quy chụp người ta chửi. Ủa ở bên Mỹ á, làm phải biết cái gì, biết là gì? Ừ, sống trong những cái dư luận trái chiều. Đó, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do chính kiến, quyền tự do nhận định. Sống ở bên Mỹ mà còn phèn, đúng không các bạn? Ví dụ các bạn nhận định về tôi có nói bạn chửi đâu, bạn nói tôi bò đỏ đó. Thiếu gì người nói tôi bò đỏ, tôi nói đâu nói bạn chửi, đó là bạn nhận định. Cái bạn tôi tôn trọng nhận định của bạn thế thôi. Bạn nhắm á, bạn sống bên Mỹ mà bạn được văn minh như thằng Duy Nguyễn ở Việt Nam chưa? Hay người ta đụng tới bạn sồn sồn, người thậm chí người ta chưa đụng tới bạn vô một sồn dùm nữa. Ông này nói đúng nhưng tự tin quá, đôi khi không nghe vào tai với những ai không cùng quan điểm. Nó cái đó là chuyện của các bạn, phải chuyện của tôi. Tại vì do cái đầu của các bạn nó chưa có thông, bạn sống chưa có văn minh. Văn minh là gì? Người ta nói là mình phải nghe. Đó là quan điểm của người ta, mình tôn trọng. Ok, rồi muốn phản biện gì đó phản biện. Còn cảm thấy phản biện thằng này không được thì không chơi, cái đó là văn minh ông ơi. Chứ người ta nói chuyện với mình, ta thể hiện cái quan điểm của người ta, xong rồi bạn vô bạn buồn và nghĩ ngợi để nói do bạn vậy thôi. Chứ bạn thấy không, nó bây giờ tôi mở livestream nè, toàn là mấy nghèo sức không gãy gọng nó vô nó chửi tôi không ra cái gì trơn trọi hết á. Tôi có khe không, tôi có quan tâm không, tôi có quan tâm chưa? Bên TikTok kìa, nó ngồi nó nhai như bò vậy đó, cãi nó, mình tôn trọng nó. Đó là cái quyền nhận định chính kiến của tụi em. Thì anh Duy Nguyễn tôn trọng tụi em nói nữa cũng chả sao, tôi nói nó nữa đi, thoải mái vô tư. Còn thậm chí Gordon Nguyễn vô nó nhà nó nhảm, trời ơi, cách tháng nay rồi. Nhưng mà có bao giờ tôi bỏ comment nó tôi không đọc không? Tôi vẫn tôn trọng nó. Nó nói sai tôi phản biện, nó đúng thì ok. Nó nói khùng thì tôi nói mày nhảm.
tại sao các bạn không học theo cách sống của Duy Nguyễn? Các bạn tối ngày bạn nói ừ hâm mộ Duy Nguyễn này nọ kia, kiến thức nhiều, nhà phản xạ nhanh, đồ đam truy tức ok đồ, nhưng mà cái việc tôi hành xử trên mạng xã hội tại sao các bạn không học? Nó thể có các bạn mà sống như tôi đó, là cái người Việt Nam đó, ra nước ngoài là người ta nể một cây luôn, cóc cần có bị giàu hay nghèo, cách chơi của bạn là ta nể trước. Lương lẹo quá, anh Duy muốn để lại câu view thì có, để lại câu view có hai cách câu, anh chửi thằng đó tắt nắng anh vẫn câu được vậy em, anh chửi thằng cô Đinh Nguyễn tắt nắng anh vẫn đúng mà. Cái cường độ, cái thái độ nói chuyện của anh có thể nhân lên gấp 10 cho một mình cá nhân thằng cô Đinh Nguyễn, nó vẫn chết chưa, view anh vẫn có, follow anh vẫn nhiều, thậm chí người nghe ta sướng nữa, tại sao anh không làm việc tiểu nhân đó?